Hohenye diện độ cá tính, biểu cảm thần thái nổi bật trên phố New York khiến ai cũng ngỡ ngàng. Trước đó, cuộc hội ngộ giữa Hohenye, top 5 Miss Universe và Katrina Gray, đương kim Miss Universe tại show diễn Phương My thuộc khuôn khổ New York Fashion Week 2019 đã tạo được nhiều ấn tượng trong lòng khán giả Việt Nam và thế giới. Vì đây là dịp hiếm hoi Timeless Beauty 2016 Katrina Gray và Timeless Beauty 2018 Hohenye đỏ sắc cùng nhau sau cuộc thi Miss Universe kết thúc. Trong chuyến ghé thăm văn phòng tổ chức Miss Universe trụ sở tại Mỹ, Hoa hậu Hohenye đã gặp lại bà Paul Sua, Chủ tịch tổ chức Miss Universe và Giám đốc kinh doanh tổ chức Miss Universe, những thành viên trong ekip cuộc thi Miss Universe cùng các người đẹp hoàng vũ. Đặc biệt, Hoa hậu Hohenye vô cùng hào hứng khi được gặp lại cô bạn Sarah Rose Summer, Hoa hậu Mỹ 2018, top 20 Miss Universe 2018. Trong thời gian tham gia Miss Universe, cả hai rất thân thiết với nhau và thường xuyên quay clip, chụp hình, trò chuyện trong hậu trường. Sarah tiết lộ cô và mẹ đã cùng xem livestream khi Hohenye về thăm quê nhà sau khi trở về từ Thái Lan vào đầu tháng 1 vừa rồi. Cô rất thích và ấn tượng với cảnh Hohenye ngồi lái xe công nông nên ngỏ ý muốn được sang Việt Nam cùng Hen về quê và trải nghiệm cảm giác này. Đó là lý do khiến Sarah có quyết tâm, động lực học tiếng Việt và cô đầu tư hẳn một thiết bị học tiếng Việt để có thể giao tiếp với Hohenye, người dân Việt Nam. Sarah hứa hẹn sẽ sớm gặp lại Hohenye tại Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Trước khi tạm biệt nhau, Hohenye đã gửi tặng mọi người những món quà lưu niệm ý nghĩa mang từ Việt Nam sang. Những ngày tới, Hohenye sẽ tiếp tục với các hoạt động tại Mỹ. Lần đầu tiên đặt chân đến Mỹ, Hoa hậu Hohenye khiến truyền thông Mỹ phát cuồng vì điều này. Đây là lần đầu tiên Hohenye đặt chân đến Mỹ, vì vậy cô đã có những trải nghiệm thú vị suốt những ngày ở đây. Do thời tiết khá lạnh nên Hohenye gặp không ít khó khăn trong việc làm quen với thời tiết. Dù vậy, cô vẫn rạng ngời khi xuất hiện tại show diễn của nhà thiết kế Phương My thuộc khuôn khổ New York Fashion Week 2018. Diện trang phục với chất liệu bóng, nhũ sang rộng và tinh tế, Hoa hậu Hohenye chọn tông make-up theo phong cách cá tính, hiện đại và thiên về fashion, phù hợp với tính chất của một chương trình trình diễn thời trang. Đặc biệt, Hohenye có dịp tái ngộ cùng Katrina Gray, đương kim Miss Universe, là bạn thi cùng mùa với nhau, lại đến từ châu Á, nên Hohenye và Katrina vẫn giữ liên lạc với nhau sau khi cuộc thi kết thúc. Vì thế, nhân chuyến công tác ở Mỹ lần này, Hohenye và Katrina Gray đã hẹn nhau cùng xem show diễn. Ngồi hàng ghế đầu cùng Hohenye và Katrina Gray còn có sự xuất hiện của Ayman Obu, nhà khoa học, doanh nhân, đồng thời là giám khảo của Miss Universe 2018. Gặp lại top 5 Miss Universe sau gần 2 tháng kết thúc cuộc thi, nữ giám khảo dành nhiều lời khen cho Hohenye và rất quan tâm đến hoạt động cộng đồng của cô, đặc biệt là dự án dẫn nước về buôn làng. Ngay sau đó, một trang tin tức giải trí hàng đầu nước Mỹ đã dành một bài viết về cuộc gặp gỡ của Hohenye và Hoa hậu Hoàng Vũ tại tuần lễ thời trang New York 2019. Cả hai đều truyền cảm hứng cho giới trẻ và tích cực hoạt động xã hội nên luôn được báo chí nước ngoài chú ý mỗi khi có các hoạt động mới. Những ngày sắp tới, Hohenye có kế hoạch gặp gỡ tổ chức Miss Universe và Room to Red Thế giới tại Mỹ. Hoa hậu đẹp nhất thế giới Hohenye, nếu tự đắc trên chiến thắng, tôi chỉ mãi là kẻ trên mây. Những ngày đầu năm 2019, top 5 Hoa hậu Hoàng Vũ Hohenye khiến người hâm mộ sắc đẹp trên Việt Nam vỡ òa khi cô được vinh danh ở ngôi vị Timeless Beauty. Đây được xem là một kỳ tích của nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế. Chia sẻ cảm xúc sau khi trở thành Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2018, Hohenye bày tỏ: "Thực sự Hen rất vui và bất ngờ, cảm giác trong lòng cứ lâng lâng khó tả. Hồi xưa, mỗi lần thấy các người đẹp được xướng tên ở ngôi vị Hoa hậu đẹp nhất thế giới là Hen suýt xoa, ngưỡng mộ lắm. Thật không ngờ, bây giờ mình lại chạm tay tới danh hiệu đó." Hen hay nói vui đây là giải thưởng All Star vì quy tụ toàn những nhan sắc nổi bật khắp thế giới. Trong top 5, các cô gái còn lại ai cũng xinh đẹp, nên Hen không dám nghĩ mình sẽ chiến thắng. Mọi thứ thật bất ngờ. Lúc được thông báo mình chiến thắng, chính Hen còn không tin nổi, phải xem đi xem lại nhiều lần mới chịu tin. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, Hohenye liên tiếp đón nhận những tin vui lớn. Cuộc sống và tên tuổi của cô cũng được nâng tầm nhờ sở hữu trong tay những thành tích giành giá. Dù vậy, người đẹp dân tộc ED vẫn giữ lối sống rất giản dị, chân thành và luôn nhận sự yêu mến của mọi người. Nói về điều này, Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2018 chia sẻ: "Hen nghĩ rằng danh hiệu nào thì chỉ cũng có sức nóng trong một khoảng thời gian nhất định thôi. Nghĩa là bây giờ mọi người quan tâm đến danh hiệu Hoa hậu đẹp nhất thế giới của Hen. Nhưng vài tuần sau, chắc chắn mọi người sẽ quên ngay thôi.
Nếu Hen cứ ngồi rung đùi tự đắc trên chiến thắng, Hen sẽ mãi là kẻ sống trên mây. Từ top 5 Hoa hậu Hàn Vũ 2018, rồi Hoa hậu đẹp nhất thế giới, Hen trân trọng tất cả những danh hiệu ấy và xem đó là dấu ấn đẹp của tuổi thanh xuân. Sau những khoảnh khắc hào quang đó, Hen vẫn quay về với công việc của mình, tiếp tục những dự án còn dang dở của năm 2018 và triển khai thêm nhiều dự án mới. Hen là người thích hoạt động, làm việc, đừng bắt Hen phải ngồi một chỗ, Hen không làm được. Phía sau ánh hào quang, có một Hờ Hen Nhê giản dị và chân thành đến lạ kỳ. Nếu để ý có thể thấy, khoảng một tháng trở lại đây, Hờ Hen Nhê ít tham gia các sự kiện giải trí, mà dành nhiều thời gian cho các công tác thiện nguyện xã hội. Đó cũng là mục tiêu mà người đẹp sinh năm 1992 theo đuổi trong thời gian tới. Tiết lộ về những kế hoạch dự định trong năm mới, Hen chia sẻ, Hen vẫn sẽ ưu tiên các hoạt động đồng hành cùng các tổ chức Hoa hậu Hàn Vũ Việt Nam và cuộc thi Hoa hậu Hàn Vũ Việt Nam 2019. Năm nay, Hen sẽ giữ vai trò host của chương trình Tôi là Hoa hậu Hàn Vũ Việt Nam, nên cũng khá hồi hộp. Với những gì mà Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2018 Hờ Hen Nhê đã và đang thể hiện, chúng ta tiếp tục chờ đợi sự bùng nổ của người đẹp này trong năm 2019. Ngỡ ngàng với trình độ học vấn của Hờ Hen Nhê, Hoa hậu đẹp nhất hành tinh 2018. Hờ Hen Nhê, top 5 Miss Universe 2018, là người vừa đoạt giải thưởng Timeless Beauty 2018, trở thành Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2018. Hờ Hen Nhê quê ở Đắk Lắk, sinh ra trong một gia đình thuần nông, quen tay với công việc đồng áng, từng học ở trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong và Trung học phổ thông Lê Hữu Trác. Khi cô đỗ và học ở trường dự bị Đại học Dân tộc Trung ương trong vòng khoảng một năm, sau đó học trường cao đẳng kinh tế đối ngoại về chuyên ngành tài chính doanh nghiệp. Thời trung học, Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam luôn giữ thành tích tốt và đứng trong top 3 học sinh có thành tích xuất sắc của lớp. Quãng đường từ nhà đến trường mỗi năm một xa hơn. Trên chiếc xe đạp cũ, Hen ngày ngày chạy mười mấy cây số, có hôm áo quần thấm đẫm mồ hôi, vẫn miệt mài theo đuổi giấc mơ đèn sách để đổi đời. Thời sinh viên, Hờ Hen Nhê từng trải qua thời gian khó khăn, ở trong căn phòng trọ có giá 2,5 triệu đồng cùng hai người bạn khác. Mỗi tháng, tân hoa hậu phải chi trả khoản tiền khoảng 800.000 đồng cho tiền phí ở trọ. Khi Hen lên lớp 12, mẹ Hen khuyên bỏ học đi, làm đẹp rồi lấy chồng đi, vì kinh tế không đủ để trang trải việc học cho con. Nhưng Hen nói rằng, không mẹ ơi, con không bỏ học đâu, con quyết tâm đi học, con muốn có tương lai tốt đẹp chứ không phải mịt mù như bao người khác. Xong 3 năm cấp 3, Hen đi nộp hồ sơ, đi thi và học ở Nha Trang. Sau đó, lại tiếp tục học tiếp cao đẳng ở thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình lại khuyên Hen nghỉ học vì gia đình không đủ kinh tế, nhưng Hen vẫn tiếp tục cố gắng vươn lên. Cả nhà Hen đã làm thuê để kiếm tiền cho Hen tiếp tục theo học. Tới lúc Hen lên Sài Gòn, cuộc sống rất khó khăn. Hen tranh thủ thời gian rỗi làm thuê, lau nhà, dọn nhà cho người ta để kiếm tiền ăn học. Câu nói của Hen tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Vũ 2018 sau đó cũng trở nên viral và cực kỳ truyền cảm hứng. Tôi là Hờ Hen Nhê, tôi là người dân tộc thiểu số, phải kết hôn ở tuổi 14. Nhưng tôi nói không, tôi chọn theo con đường giáo dục, tôi đã đến được đây, tôi làm được và bạn cũng sẽ làm được. Hot, Hoa hậu Hờ Hen Nhê chính thức lên ngôi Hoa hậu đẹp nhất hành tinh 2018. Sau hơn một tháng chấm điểm, chuyên trang sắc đẹp Mixology vừa chính thức công bố kết quả người chiến thắng giải thưởng Timeless Beauty, Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2018. Để có thể xuất hiện trong giải thưởng này, các cô gái phải đạt thành tích có mặt trong vòng bán kết và có 5 suất không lọt bán kết, nhưng được khán giả yêu mến trong năm cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới. Theo đó, người chiến thắng giải thưởng Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2018 chính là Hoa hậu Hờ Hen Nhê của Việt Nam. Á hậu 1 thuộc về Mariem Velasco, Venezuela, Hoa hậu quốc tế 2018. Á hậu 2 thuộc về Green, Nam Phi, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàng Vũ 2018. Á hậu 3 thuộc về Thelma Madeira, Bồ Đào Nha, top 8 Hoa hậu Trái đất 2018. Á hậu 4 là Manalo, Philippines, Á hậu 1 Hoa hậu quốc tế 2018. Có thể nói với kết quả này, một lần nữa Hờ Hen Nhê lại tạo ra kỳ tích cho nhan sắc Việt khi lần đầu tiên trong lịch sử đạt được giải thưởng danh giá này. Hiện tại, người hâm mộ nước nhà và người hâm mộ sắc đẹp quốc tế đang rần rần chúc mừng Hờ Hen Nhê đạt được danh hiệu Hoa hậu đẹp nhất hành tinh 2018. Trong năm vừa qua, thành công của Hoa hậu Hờ Hen Nhê được nhận định là cơn chấn động trong lịch sử sắc đẹp Việt Nam, gây tiếng vang mạnh mẽ, tạo làn sóng ảnh hưởng tích cực đến người hâm mộ trong và ngoài nước, đưa Việt Nam thăng hạng và khẳng định vị trí trên bản đồ sắc đẹp thế giới.